Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với đề mới nhé Và phần đầu tiên như mọi khi vẫn là phần đọc hiểu Ngữ liệu đọc hiểu hôm nay của chúng ta là một đoạn trích trong cuốn khuyến học của tác giả Nhật Bản Fukuzama Yukichi Một tác giả và cũng là một cuốn sách rất quen thuộc với chúng ta, với những bạn đọc Việt Nam Uh, tất nhiên là cái đoạn trích này hơi dài một chút và cô nghĩ rằng là các em cũng đã uh, khi mà học mãi um, công bố đề thì các em cũng đã tìm hiểu đề rồi và bây giờ cô trò mình cùng uh, tìm hiểu đọc hiểu uh, để có thể hiểu được những thông điệp mà Fukuzama Yukichi gửi gắm đến chúng ta trong cái đoạn trích này là gì nhé uh. uh, đoạn trích mang tên mọi người sinh ra đều bình đẳng nếu có khác biệt là do học vấn có thể nói rằng cái tiêu đề này đã thể hiện rất rõ cái chủ đề cái thông điệp tư tưởng mà tác giả nhật bản gửi gắm đến chúng ta và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các câu hỏi câu hỏi thứ nhất đoạn trích chỉ ra thực tế đối lập như thế nào với quan niệm con người tất cả sinh ra đều bình đẳng các em hãy quan sát lại đoạn trích này người ta thường nói trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người Kể từ khi tạo hóa làm ra con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng. Không có phân biệt đẳng cấp giàu nghèo trên dưới. Không có người đứng trên người và người đứng dưới người. Tạo hóa sinh ra con người là bình đẳng. Và đây cũng chính là câu đầu tiên trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Ờ, năm 1776 Thì chúng ta thấy là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng Đó chính là cái câu mở đầu cho tuyên ngôn độc lập của Mỹ Thế thì ở đây tác giả Fukuyama cũng đã khẳng định lại tức là trời không sinh ra người đứng trên người không sinh ra người đứng dưới người không sinh ra người giàu nghèo đẳng cấp trên, trên dưới tôn ti gì hết Đấy. vậy nhưng chúng ta thấy là trong thực tế câu hỏi đặt ra là đoạn trích đã chỉ ra các em xem lại câu hỏi đoạn trích chỉ ra thực tế đối lập như thế nào với quan niệm là tạo hóa sinh ra con người đều bình đẳng Đấy. thì các em hãy đây là một câu hỏi một cái tín hiệu là đoạn trích đã chỉ ra thực tế đối lập như thế nào với quan niệm thì ta có thể thấy cái tín hiệu ngôn ngữ ở đây thể hiện rất rõ đây là một câu hỏi nhận biết Và các em sẽ không cần phải nghĩ ngợi, phân tích, diễn giải gì hết Ngoại trừ một việc chúng ta đọc thật kỹ đoạn trích Và để tìm ra được cái cái nội dung khả dĩ có thể trả lời câu hỏi Đoạn trích đã chỉ ra một cái thực tế đối lập như thế nào với quan niệm tạo hóa sinh ra con người bình đẳng Như vậy thì có nghĩa là ta có thể hình dung ra là trong thực tế tạo hóa sinh ra con người không bệnh là con người bình đẳng, không có phân biệt đẳng cấp, nhưng thực tế chắc sẽ đối ngất lập với nó. Ừ. Vậy ta hãy xem thực tế như thế nào. Đoạn 2 của ý 2 của đoạn trích này. Vậy mà nhìn rộng ra khắp xã hội cuộc sống con người luôn có những khoảng cách một trời một vực. Đó là khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn, giữa người giàu và người nghèo, giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng. Ừ. Người giàu và người nghèo người đần độn và thông minh, người quý tộc và hạ đẳng. Đó. Thì đây chính là cái tôn ti khác nhau. Các em biết tiếng Hán tôn là cao, ti là thấp. Như vậy tôn ti trật tự đã được thiết lập trong thực tế của xã hội. Nó trái với cái quan niệm là tạo hóa sinh ra một con người đều bình đẳng. Đây chính là cái gợi ý của cô để các em có thể tham khảo câu trả lời số 1. Thực tế lại đối lập hoàn toàn với quan niệm đó. Vậy mà nhìn rộng ra khắp xã hội, cuộc sống con người luôn có những khoảng cách một trời một vực. Các em có thể chỉ cần nói như ở trong cái gợi ý của cô, khoảng cách một trời một vực là đủ. Nhưng nếu mà các em muốn cụ thể hơn, vẫn là kiểu câu hỏi nhận biết, vẫn là trả lời cho câu hỏi nhận biết, thì em có thể nói rõ, đó là có người giàu, người nghèo, có người đần độ, người thông minh, có người thuộc tầng lớp quý tộc và người thuộc tầng lớp hạ đặc thế thôi nhé chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. tác giả đã căn cứ vào tiêu chí nào để lý giải khoảng cách một trời một vực giữa những con người giữa những tầng lớp con người trong xã hội tác giả đã dựa vào những tiêu chí nào các em hãy thử quan sát tiêu chí nào để chúng ta hãy xem lại câu hỏi tiêu chí nào để lý giải khoảng cách một trời một vực giữa những tầng lớp con người trong xã hội như vậy một trời một vực như lúc vừa rồi chúng ta vừa mới chỉ ra đấy đó là người giàu người nghèo tại sao có người giàu người nghèo tại sao có người đần độn và thông minh tại sao có người đẳng cấp cao và đẳng cấp thấp thì bây giờ chúng ta hãy thử quan sát ở đây như thế là tại làm sao bắt đầu sang cái đoạn thứ ba của cái ngữ liệu này nhé nguyên nhân thực ra rất rõ ràng như vậy đây cũng là câu hỏi nhận biết Tác giả đã căn cứ vào tiêu chí nào để lý giải cái cái khoảng cách rất xa một trời một vực trên là trời dưới là vực tôn ti trật tự rất khác biệt nhau để giữa những con người với con người trong một xã hội. Thế thì ở đây với cái cái câu mở đầu như thế là tại làm sao? Ta thấy đây là bắt đầu lý giải nguyên nhân thực ra rất rõ ràng và chúng ta hãy xem xem là cái nguyên nhân thực ra rất rõ ràng này tác giả căn cứ vào tiêu chí nào để giải thích để lý giải có người đứng trên người và người đứng dưới người nào nhé cuốn sách dạy tu thân thuộc ngữ giáo có câu kẻ vô học là người không có tri thức kẻ vô tri thức là người ngu dối người ngu dốt câu nói trên cũng có thể hiểu sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độn là ở chỗ có học hay vô học mà thôi ở đây tác giả đã dùng cái từ là vô học đây cũng là một cái từ mà nó hơi nhạy cảm với chúng ta có thể chúng ta sẽ hình dung như thế này thì rõ hơn này thì đúng hơn này đó là cái tiêu chí mà tác giả à, fukuzama muốn dùng nó để lý giải cái khoảng cách một trời một vực giữa những con người với con người trong cùng một xã hội chính là ở cái việc học vấn tức là người có học và người không có học người có học và người không được học hoặc là không học, thì đúng hơn là người có học và người vô học. Bởi vì trong cái cộng đồng ngôn ngữ Việt của chúng ta, cái khái niệm vô học nó lại không hoàn toàn nói về học vấn. Cái khái niệm vô học của chúng ta nó lại đề cập đến một cái bình diện của nhân cách con người. Bởi vì nhiều có có rất nhiều người có học vấn nhưng vẫn vô học, vẫn ứng xử rất vô học, vẫn sống rất vô học, vẫn có những cái biểu hiện rất vô học và ngược lại có những người mà chúng ta biết là không được học hành nhưng không ai dùng cái khái niệm vô học để nói về họ cả thì ở đây cô muốn lưu ý một chút với các em về cái khái niệm vô học đây là cách dùng từ của một tác giả người nhật họ có một cái nền văn hóa khác chúng ta họ có những cái 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 quy ước về ngôn ngữ khác chúng ta Đấy. có những cái hàm nghĩa về ngôn ngữ khác chúng ta cho nên vô học chỉ đơn giản là không được học hành còn chúng ta thì vô học mang nghĩa về nhân cách kém cỏi ừ, nhá thì à, đó là um, cái gợi ý của cô cho câu trả lời thứ hai câu hỏi thứ hai đây câu hỏi thứ hai này khoảng cách cách một trời một vực giữa những tầng lớp người trong xã hội được biểu hiện cụ thể Đấy. bây giờ ta đưa cái biểu hiện này là người thông minh đần độn Người giàu, người nghèo Tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đọc Và tác giả đã chỉ ra tiêu chí cơ bản Để lý giải khoảng cách một trời một vực đó là Cái câu cuối cùng là câu mà cô đã in đậm Và các em hãy đọc cái câu này Và câu này chỉ cần, thậm chí chỉ cần câu này thôi là đủ ừ, Trả lời cho câu hỏi số 2 Tác giả đã chỉ ra tiêu chí cơ bản Để lý giải khoảng cách đó là Hai chấm Sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độ Là ở chỗ có học hay vô học mà thôi ừ. à, Tuy nhiên là cái phần trên nếu như ở câu 1 chúng ta đã không nói cái biểu hiện của cái khoảng cách một trời một vực. Thì phần này ta nên đưa cái biểu hiện ấy vào đây để lý giải rõ cái khoảng cách giữa những con người với con người trong xã hội thuộc các đẳng cấp khác nhau là do một cái tiêu chí nào. Thì cái tiêu chí lớn nhất rồi chúng ta sẽ bàn luận với nhau để xem, xem là có phải học vấn nó chi phối tất cả không. Nhưng với tác giả người Nhật này thì học vấn là vấn đề quan trọng nhất chi phối nó 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 sẽ quyết định cái người đứng trên người và người đứng dưới người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 nhé. Như vậy là hai câu hỏi vừa rồi đều là câu hỏi rất rất dễ, đó là câu hỏi nhận biết. Câu hỏi không cần các em phải phân tích diễn giải gì hết, chỉ cần đọc thật kỹ, thật chính xác cái đoạn trích, từng ý trong đoạn trích là chúng ta có được cái kiến thức để trả lời. Đây cô chỉ lại để các em xem nhé. Đây Câu thứ nhất là đoạn trích chỉ ra thực tế đối lập như thế nào với quan niệm con người tất cả sinh ra đều bình đẳng. Chúng ta có thể thấy vậy mà nhìn rộng ra, như vậy đây sẽ là cái phần mà chúng ta có thể đưa toàn bộ phần này vào hoặc một phần của phần này để đưa nó vào trong cái câu hỏi, trả lời cho câu hỏi số 1. Thực tế đối lập với quan niệm bình đẳng như thế nào? Còn câu hỏi số 2, tức là tác giả đã căn cứ vào các em thấy là trên là đoạn trích chỉ ra Còn câu hỏi thứ hai là tác giả đã căn cứ vào Như vậy tất cả đều phụ thuộc vào đoạn trích Ta đều có thể nhặt ý từ đoạn trích để mà trả lời câu hỏi Căn cứ và tiêu chí nào để lý giải Cái khoảng cách một trời một vực Thì nguyên nhân thực ra rất rõ ràng Đó bắt đầu từ đấy Và chúng ta có thể lựa chọn câu nào phù hợp nhất Thì trả lời ừ, nhé. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 3 Để xem đây là kiểu câu hỏi nào anh chị hiểu thế nào về khái niệm hiểu thế nào chắc chắn đây là câu thông hiểu rồi. Ừ. khái niệm người đứng trên người và người đứng dưới người. Lúc nãy cô có nói với các em uh, trên và dưới theo tiếng Hán là tôn và ti. Chúng ta hay nghe thấy những cái cái thành ngữ tôn ti trật tự tức là có trên có dưới. Ừ. Thế thì trong một cái xã hội có đẳng cấp, trong một xã hội có giai cấp thì mới có tôn ti ừ. tôn ti trật tự. Tất nhiên sẽ có những cái tôn ti mà nó không thuộc vào giai cấp mà nó thuộc vào cả nó 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 chịu cái sự chi phối của đạo lý gia đình hay là thậm chí của đạo lý xã hội. Ví dụ như là những người cao tuổi và những người nhỏ tuổi, trẻ tuổi chẳng hạn thì vẫn có cái đẳng cấp trên dưới, tôn ti. Tuy nhiên là nếu như không có cái tôn ti theo cái cái ranh giới của giai cấp của giữa quý tộc với lại hạ đẳng giữa giàu với nghèo thì cái tôn ti ấy nó chỉ thể hiện đạo lý mà nó không làm cho con người bị phân biệt không có cái khoảng cách một trời một vực ừ, nhé. Thế bây giờ ta trở lại với câu hỏi này, anh chị hiểu thế nào với khái niệm người đứng trên người và người đứng dưới người? Nếu các em căn cứ vào cái nghĩa tiếng hán của từ trên và dưới thì ta hiểu tôn là cao, ừ, ti là thấp vậy người đứng trên người và người đứng dưới người thể hiện sự tranh lệch đẳng cấp nhá chứ không phải lứa tuổi đâu ạ tranh lệch đẳng cấp giữa người sang kẻ hèn người giàu kẻ nghèo người cao kẻ thấp người thuộc đẳng cấp quý tộc và người thuộc tầng lớp hạ lưu hạ đẳng trong xã hội thì cái thật ra đây là một câu thông hiểu nhưng cái, cái nội dung để chúng ta giải thích thì rất đơn giản thế nào là người đứng trên người thế nào là người đứng dưới người Đấy. tức là thật ra đây là hai khái niệm mà nó chỉ cái sự tranh lệch đẳng cấp thôi ừ. người ở tầng lớp trên người ở tầng lớp thư, ở dưới thế ừ. thế thôi nhá bây giờ chúng ta sang câu hỏi cuối cùng xem là loại câu hỏi nào <cười> <cười> theo anh chị ừ. bắt đầu với cụm từ theo anh chị ta đã có thể thấy đây là một tín hiệu của câu hỏi vận dụng cao câu hỏi mở hoàn toàn giành quyền chủ động tự quyết tự suy nghĩ tự định giá cho bản thân mỗi em theo anh chị học vấn có phải yếu tố duy nhất quyết định sự chênh lệch đẳng cấp sang hèn giàu nghèo trong xã hội hay không vì sao một câu hỏi vận dụng cao rất điển hình và bây giờ chúng ta sẽ trả lời cô sẽ gợi ý các em và cô sẽ đưa ra một cái 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 tham khảo cái tham khảo này sẽ là ý của cô Nhưng các em có thể đồng ý với cô Có thể chia sẻ với cô và có thể không nhé Cho nên ở đây các em chú ý cái mũi tên này Theo văn bản tác giả đã khẳng định Học vấn là yếu tố duy nhất Quan trọng nhất và duy nhất Quyết định sự tranh lệch đẳng cấp Sang hèn giàu nghèo trong xã hội Quyết định ai là người đứng trên người Và ai là người đứng dưới người Nhưng học sinh thì chúng ta cần suy nghĩ để tự đưa ra quan niệm riêng của mình chỉ cần các em lập luận một cách chặt chẽ và thuyết phục Thuyết phục ai? Thuyết phục chính em Và thuyết phục người đọc bài của em Đó là chính là các thầy cô giám khảo nhé. Thế thì ở đây sau đó là có thể cô đưa ra một cái gợi ý tham khảo Ý riêng của cô theo anh chị học vấn có phải yếu tố duy nhất quyết định sự tranh lệch đẳng cấp sang hèn giàu nghèo trong xã hội hay không? Thì cô có một cái quan niệm như thế này Học vấn các em chú ý cách diễn đạt của cô nhé. Là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Các em chú ý cái cụm từ một trong những của cô. Như vậy, nếu như cô bỏ cái một trong những, có nghĩa là học vấn là yếu tố quan trọng nhất. Dù có thể không phải duy nhất, nhưng khi cô đã khẳng định là quan trọng nhất, nghĩa là cô nói về vị trí tương đối độc tôn của nó. Nhưng không, ở đây cô chỉ nói học vấn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tranh lệch đẳng cấp sang hèn giàu nghèo trong xã hội nhưng không phải yếu tố duy nhất như vậy đây chính là quan điểm của cô và quan điểm này chính là trả lời cho vế thứ nhất của câu hỏi vận dụng cao có đồng ý hay không thế bây giờ vì sao vì như này học vấn đúng là cái yếu tố một trong những yếu tố quan trọng nhất còn vì sao thì cái vì sao ấy chúng ta sẽ làm rõ bởi vì chúng ta biết là cái đề nghị luận xã hội của chúng ta là đề cập đến vai trò của học vấn. Tức là nói về vai trò học vấn. Nhá. Cho nên nó là yếu tố quan trọng nhất. Một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nó đem lại tri thức, đem lại hiểu biết, đem lại kỹ năng, đem lại cách ứng xử cho con người vân vân. Em có thể nói vắn tắt những điều đó. Thế nhưng bên cạnh học vấn thì vẫn còn rất rất nhiều các yếu tố có thể chi phối tới số phận của mỗi con người trong xã hội. Ví dụ, bản lĩnh của anh anh có học vấn đấy nhưng bản lĩnh của anh như thế nào nhá rồi cái nhân cách của anh ra sao rồi sự may rủi nữa trong cuộc sống sự may rủi nó có một cái vị trí quan trọng lắm đúng không chúng ta đều có thể thấy thậm chí có những cái câu thành ngữ trong ở à, những cái câu tục ngữ trong dân gian may hơn khôn nhiều khi khôn nó thể hiện trí tuệ nhưng mà nhiều khi may chỉ cần một yếu tố may rủi thôi nhiều khi hơn cả trí tuệ thì cái cái điều này tất nhiên chúng ta không nên há miệng chờ sung không nên đợi chờ may rồi. nhưng ta không thể phủ nhận may rồi. cho nên có khi còn do may rồi. rồi do cái hoàn cảnh cái, cái cái hoàn cảnh gia đình của em hoàn cảnh cá nhân của em và có một yếu tố nữa cũng vô cùng quan trọng đó là thể chế xã hội chúng ta có thể các em có thể nhớ lại câu chuyện cái chuyện ngắn đời thừa mà các em đã học ở lớp 11 chuyện ngắn của nam cao với nhân vật chính là nhân vật hộ chúng ta có thể thấy là hộ chắc chắn là có học vấn rồi một nhà văn có khao khát có khát vọng văn chương có hoài bão văn chương có tâm huyết có niềm say mê với văn chương có lương tri nghề nghiệp và chắc là chắc chắn là có bản lĩnh có uh, chắc chắn là sẽ có học vấn có trí tuệ rồi thế nhưng cuộc sống anh ta chúng ta thấy là đấy là một cuộc sống điển hình người đứng dưới người ở dưới đáy cùng của xã hội. Suốt đời chỉ bị áo cơm ghi sát đất. Khi mà áo cơm đã ghi người ta sát đất thì đương nhiên là chúng ta tự mình đẩy mình xuống cái tầng lớp cuối cùng của xã hội. À, dưới đáy rồi là người đứng dưới người rồi. Thế thì tại sao hộ lại trở thành có học vấn, có trí tuệ, có tâm huyết, có hoài bão, có lương tri? Tại sao lại là người đứng dưới người? Do thể chế xã hội và có thể do bản lĩnh của anh ta nữa, đấy rất rất nhiều vấn đề và tất nhiên cái thể chế xã hội nó còn chi phối cả cái hoàn cảnh gia đình của hộ nữa, nó con thì đông, vợ thì yếu rồi tất cả những cái éo le trong cuộc sống nó khiến cho anh ta khốn khổ và rơi vào cái bi kịch bi kịch cả văn chương bi kịch của cuộc đời. thì chúng ta thấy là đấy là một cái ví dụ mà cô đã chứng minh cho các em nhé. thế thì như vậy với cái câu hỏi này cô đưa ra hai ý trả lời ý thứ nhất cô khẳng định nó là một trong những học vấn là một trong yếu tố quan trọng nhất nhưng không phải duy nhất thế còn sau đó mình giải thích vì sao nó quan trọng nhất vì nó đem đến cho chúng ta sự hiểu biết kỹ năng cách ứng xử để giúp cho chúng ta có thể thành công nhưng bên cạnh đó còn rất rất nhiều yếu tố khả dĩ có thể chi phối cuộc đời của chúng ta như những yếu tố mà cô vừa nói nhé. À, với câu hỏi này, các em sẽ có được một điểm, một điểm rất quan trọng. Thế thì như vậy cô đã nói xong với các em phần thứ nhất của đề đó là phần đọc hiểu. Và bây giờ cô trò mình sẽ sang cái phần thứ hai nhé, đó là phần làm văn. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của làm văn đó là câu viết đoạn văn nghị luận xã hội. Các em hãy cùng đọc đề. Như lệ thường thì đoạn văn nghị luận xã hội là một phần trong cái chủ đề của ngữ liệu đọc hiểu. Ngữ liệu đọc hiểu hôm nay của chúng ta đó là học vấn và vì thế cho nên chắc chắn nó không xa, không tách khỏi cái vấn đề về học vấn. Bây giờ chúng ta hãy xem đề nhé, câu lệnh như thế nào. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về vai trò của học vấn với cuộc sống con người. Học vấn là vấn đề vai trò là khía cạnh của vấn đề ừ. học vấn có thể phát triển nếu như suy nghĩ về học vấn với cuộc sống à, trong cuộc sống con người thì đấy là đề cho bài văn nghị luận xã hội nhưng đây là một đoạn văn và yêu cầu của đề rất minh xác rất tường minh rất rõ à, cụ thể với một khía cạnh của vấn đề đó là vai trò ừ. nhé chứ không phải là biểu hiện không phải là giải pháp để có học vấn mà đây là vai trò của học vấn với cuộc sống con người ừ. Bây giờ cô sẽ cùng với em đi vào những cái những cái gợi ý để có thể triển khai cái nội dung của đoạn văn nghị luận xã hội này nhé khi à, chúng ta đi vào bốn cái yêu cầu nhỏ đầu tiên bốn yêu cầu mà có được một điểm ừ, chắc là các em cũng thuộc lòng rồi nhưng mà cô vẫn cứ nhắc lại thứ nhất các em phải đảm bảo yêu cầu về hình thức của một đoạn văn các em được 0,25 điểm đó là không xuống dòng Ừ. Chữ đầu tiên viết lùi vào một chữ, một ô, tương đương với một chữ và viết hoa. Sau chữ cuối cùng phải có dấu. Dấu gì? Phụ thuộc vào kiểu câu trong cái câu kết cuối cùng. thì Và cái dung lượng là khoảng 200 chữ, có nghĩa là khoảng trên dưới 20 dòng. Thì các em sẽ được 0,25 điểm. Thứ hai là đảm bảo yêu cầu về nội dung. Không biến bài đoạn văn thành bài văn thu nhỏ. Và nội dung nghị luận ở đây là gì? Là vai trò của học vấn với cuộc sống con người. Các em được 0,25 điểm nữa. Yêu cầu thứ ba đó là đúng chính tả và ngữ pháp. Thì các em sẽ được 0,25 điểm. Và yêu cầu cuối cùng chấm cho điểm sáng tạo 0,25 điểm. Sáng tạo về nội dung, với suy nghĩ mới mẻ, về hình thức, với cách diễn đạt độc đáo. Như vậy là chúng ta đã có một điểm đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái một điểm dành cho nội dung quan trọng nhất. Đó là đoạn văn của các em. Đoạn văn của các em là phần E, triển khai vấn đề nghị luận. Phần này một điểm. Yêu cầu là chọn các thao tác lập luận phù hợp nhất để có thể triển khai vấn đề nghị luận. Trong phần này, đoạn văn của các em cần triển khai những ý sau đây. Chúng ta đề cập đến vai trò học vấn nhưng trước hết em phải hiểu học vấn là gì. Và ta sẽ đi vào ý đầu tiên là khái niệm học vấn chính là những kiến thức mà con người thu nhận được từ quá trình học tập. Cái này nó rất khác với uh, có những người mà thậm chí người ta chỉ học hết phổ thông như bây giờ. Thậm chí ngày xưa có những người cả đời không được đi học, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng họ rất hiểu biết, thì họ vẫn học nhưng học ở đâu? Không phải học trong nhà trường như chúng ta mà họ học ở cuộc đời, học ở cuộc sống, họ tự học nhé Thì cái kiến thức mà do thu nhận được trong cái quá trình sống trong những cái trải nghiệm của cuộc sống thì chúng ta thấy là nó sẽ phân biệt với cái khái niệm học vấn học vấn ở đây là những kiến thức mà con người thu nhận được nhưng trong quá trình học tập đó mà học ở đây ta phải có một cái giới hạn đó là cái học trong nhà trường là chính còn những cái trải nghiệm của chúng ta thì nó nó sẽ có một cái chút phân biệt với khái niệm học vấn thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, bây giờ ta đi vào vấn đề chính đó là vai trò của học vấn. thì cô đề cập đến bốn cái ý sau đây. đây là bốn gợi ý của cô. một lần nữa cô vẫn luôn nói với các em một điều, tất cả những ý mà cô đưa ra chỉ là gợi ý để tham khảo, chứ tuyệt đối không phải là áp đặt cho các em. các em có thể thêm bớt, có thể chia sẻ, có thể hoàn toàn thay đổi. nhé. thế thì theo cô thì học vấn có những cái ý nghĩa như thế này, cái vai trò như thế này. Thứ nhất, chúng ta, các em hãy nhớ lại cái, cái thông điệp của UNESCO. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Thật ra cái mục đích học ấy cũng chính là vai trò của học vấn. Ấy. Vậy thì cái việc đầu tiên đó là học để biết. Học vấn giúp cho con người có hiểu biết sâu sắc. Nhưng mà hiểu biết về cái gì? Hiểu biết về bản thân mình có những người không hiểu mình, đây là một bi kịch. Không hiểu người đã là bi kịch nhưng không hiểu chính bản thân mình, không hiểu cái giới hạn của bản thân mình, không hiểu cái hứng thú, cái năng lực của mình, đây chính là bi kịch rất rất lớn của con người. Cho nên thứ nhất, học vấn giúp cho con người có thể hiểu được chính bản thân mình là một. Hiểu được cuộc sống là hai. Cái cuộc sống ở đây nó mở rộng cái khái niệm rất lớn. Cái cuộc hiểu cuộc sống đó là cái xã hội xung quanh của chúng ta đó là môi trường của chúng ta, đó là thiên nhiên, là nhân loại, là tất cả cái thế giới trong cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Nha. Thì đấy là vai trò thứ nhất của học vấn. Điều này là một vai trò chúng ta không thể phủ định của học vấn. Học để biết. Khi chúng ta học thì chúng ta mới có thể có những cái hiểu biết đấy được. Còn nếu như chỉ là cái chủ nghĩa kinh nghiệm, chúng ta chỉ trải nghiệm trong cuộc sống không đi học thì chúng ta sẽ rất khó có một cái học vấn, có một cái sự hiểu biết một cách toàn diện, hệ thống và nó nó mang tính chất hoàn chỉnh. Thì như vậy cô nhắc lại là học vấn giúp con người hiểu biết sâu sắc về bản thân và cuộc sống. Các em lưu ý về bản thân nghĩa là ta hiểu ta cần gì, ta hiểu giới hạn của chúng ta là đâu. Có những người rất ảo tưởng về mình, đấy. có những người thì lại tự ti về mình. Cho nên cả ảo tưởng và tự ti đều là bi kịch chúng ta phải hiểu đúng bản thân mình giới hạn của mình ước mơ của mình sở thích năng lực của mình vân vân thì điều đấy sẽ giúp cho con người sống tốt hơn rất nhiều và cái điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ có có học vấn ta hiểu biết về cuộc sống xung quanh chúng ta về không gian đó là xã hội là thế giới về thời gian đó là quá khứ hiện tại và tương lai tự ý thứ nhất vai trò thứ nhất vai trò thứ hai đó là chúng ta thấy là những cái người mà có học ấy, thì cái cách ứng xử của họ chúng ta thấy là người ta hay nói là anh này anh ứng xử rất có học còn người kia ứng xử vô học như chúng cô vừa nói tức là có những người có học vấn nhưng mà vẫn có thể ứng xử vô học nhưng ở đây cái khái niệm vô học cho chúng ta thấy một cái vai trò cực kỳ quan trọng của học vấn đó là có học vấn thì con người sẽ biết cách ứng xử với cộng đồng, với môi trường xung quanh và với chính bản thân mình. khi chúng ta hiểu biết về bản thân, chúng ta sẽ biết ứng xử với bản thân. khi ta hiểu biết về cuộc sống, ta sẽ biết cách ứng xử với cuộc sống, với môi trường, với thiên nhiên, với quá khứ, với hiện tại và với tương lai của chúng ta. nhá. thì đó là cái vai trò thứ hai của học vấn. vai trò thứ ba, học vấn đem lại cho chúng ta những con người mà có học ấy rất tự tin, rất tự tin và đặc biệt tức là ta có cái lòng tự trọng, tức là biết tôn trọng bản thân mình, biết giữ gìn cái danh dự của mình rất tự trọng. Và chúng ta đã tự trọng với bản thân thì ta cũng có ý thức tôn trọng với những người xung quanh với cộng đồng. nhá. Thì như vậy đây là cái vai trò thứ ba. Ngoài cái ứng xử ra còn thêm một cái nữa là cái tâm thế vai trò thứ ba của học học vấn đó là học vấn giúp cho chúng ta có một cái tâm thế và bổ sung thêm cho ta hoàn thiện thêm cho chúng ta nhân cách làm người đó là cái tâm thế tự tin cái nhân cách của con người tự chủ tự trọng và biết tôn trọng người khác Đấy, đó là vai trò thứ ba của học vấn vai trò cuối cùng của học vấn là gì chính học vấn chính nhờ học vấn chúng ta biết tổ chức cuộc sống một cách khoa học nhất chứ không phải theo chủ nghĩa kinh nghiệm nhá, phải biết tổ chức cuộc sống khoa học, biết cống hiến và tận hưởng, biết nâng cao giá trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta thấy là trong cái phần đọc hiểu, cô có đề cập đến một cái ý đó là học vấn tuy là quan trọng nhất nhưng không phải yếu tố duy nhất. Nghĩa là bên cạnh cái học vấn còn rất rất nhiều cái yếu tố khác nữa, nó có thể chi phối cuộc sống của con người, nhưng không thể phủ nhận học vấn có một vai trò đặc biệt quan trọng nó giúp cho con người ta biết tổ chức cuộc sống sao cho khoa học nhất khoa học nhất đúng đắn nhất ta vừa biết cống hiến vừa biết tận hưởng ta biết nâng cao cái giá trị cho cuộc sống của mình cái chất lượng cho cuộc sống của mình nâng cao đấy cả về vật chất và tinh thần thì như vậy cô đã gợi ý cho các em bốn cái vai trò của học vấn đối với cuộc sống con người nhé à, cái buổi học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây và buổi sau chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của làm văn đó là câu nghị luận văn học Xin chào các em